Nếu như cách đây chỉ một tháng, đại dịch COVID-19 có dấu hiệu cải thiện và nhiều nước đã bắt đầu tính đến chuyện sống chung an toàn với dịch bệnh, thì sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã thổi bùng nỗi sợ hãi trên khắp thế giới. Bên cạnh thắt chặt kiểm soát biên giới và tăng cường các lớp bảo vệ của vaccine, thế giới cũng đang chạy đua để nhằm lấp đầy khoảng cách vaccine. Theo Liên Hợp Quốc, chấm dứt sự bất bình đẳng cũng là chấm dứt đại dịch. Sau Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu và Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã trở thành quốc gia mới nhất cam kết cung cấp 15 triệu liều vaccine cho châu Phi. Trái ngược với tình trạng thiếu vaccine diễn ra trong suốt cả năm, thời gian gần đây, châu lục này đã nhận được khoảng 2 triệu liều vaccine mỗi tuần và dự kiến sẽ nhận được từ 800 triệu đến gần 1 tỷ liều vaccine thông qua cơ chế COVAX trước cuối năm nay hoặc trong quý 1 năm 2022. Cũng giống như Delta, khi biến thể Omicron xuất hiện, các nhà khoa học đều nhấn mạnh rằng không có nước nào có thể thoát khỏi đại dịch chỉ bằng cách tập trung bảo vệ công dân nước mình. Điều này càng được thể hiện rõ trên vấn đề tiêm chủng. Những chính sách như đẩy mạnh tiêm tăng cường ở các nước giàu sẽ chỉ làm gia tăng sự bất bình đẳng vaccine, trong khi đây chính là điều góp phần khiến biến chủng mới hình thành và lây lan một cách chóng mặt tại phía Nam châu Phi. Châu Phi hiện chính thức ở trong làn sóng thứ tư của đại dịch, và nguyên nhân một phần là do biến thể Omicron. Số trường hợp mắc mới tại châu Phi đã tăng 83% so với tuần trước, và đây cũng là mức tăng nhanh nhất được ghi nhận kể từ tháng 5 năm ngoái. Tới nay, 44,3% dân số thế giới đã tiêm vaccine đầy đủ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là 70-80%. Trong số này, phần lớn là người dân ở các nước giàu và chỉ 0,6% nguồn cung vaccine toàn cầu được chuyển tới các nước có thu nhập thấp. Ước tính, hơn 80% trong số 1,2 tỷ người ở châu Phi vẫn chưa nhận được bất kỳ mũi tiêm vaccine nào và mới chỉ có 8% được tiêm chủng đầy đủ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vì thế đã một lần nữa kêu gọi hợp tác giữa các quốc gia để chấm dứt đại dịch lần này. Chiến lược tích trữ vaccine đã thất bại và biến thể Omicron đã minh chứng điều này. Vì vậy, tôi hy vọng các quốc gia đều hiểu rằng từ bây giờ chúng ta cần phải có một cách tiếp cận công bằng để giải quyết đại dịch, nếu không tất cả sẽ trở thành nạn nhân. COVAX, sáng kiến của Liên Hợp Quốc nhằm phân phối vaccine cho những nước nghèo nhất thế giới đang gặp khó khăn lớn. Thiếu kinh phí trong giai đoạn đầu và thiếu cam kết từ các nước phát triển, COVAX sẽ chỉ đạt chưa đầy một nửa mục tiêu phân phối 2 tỷ liều vaccine trong năm 2021. Trong khi đó, vấn đề khiến tỷ lệ tiêm chủng ở các nước đang phát triển ở mức thấp không chỉ là việc các nước giàu tích lũy vaccine mà có liên quan đến công tác phân phối như năng lực bảo quản, thiếu nhân lực hay thậm chí là cả ống tiêm. Thưa quý vị, hơn 22.000 người tại nhiều vùng của Malaysia đã phải đi sơ tán trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với một trong những đợt lũ nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong vòng nhiều năm qua. Theo đó, các trận mưa lớn kéo dài từ ngày 17 tháng 12 đã khiến mực nước ở nhiều dòng sông dâng cao vượt bờ, gây lụt lội nhiều vùng đô thị và khiến hoạt động lưu thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn, đẩy hàng nghìn lái xe vào tình trạng mắc kẹt. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra nhằm giải cứu những người bị mắc kẹt trong xe và bên ngoài nhà của họ, trong khi các báo cáo về những người bị mắc kẹt trong nhà đã được giải quyết. Hơn 66.000 nhân viên cảnh sát, binh sĩ quân đội và nhân viên cứu hỏa đã được huy động để hỗ trợ giải cứu những người mắc kẹt trong nước lũ và đưa họ đến nơi tránh trú an toàn vào cuối ngày 18 tháng 12. Cục khí tượng Malaysia đã cảnh báo mức độ nguy hiểm của những đợt mưa xối xả liên tục ở bang Perak, nhưng đã hạ cấp độ cảnh báo mưa lũ ở bang Selangor từ mức nguy hiểm xuống mức báo động. Thủ tướng Ismail thông báo rằng chính phủ Malaysia dự kiến chi số tiền là 100 triệu ringgit, tương đương với 23,71 triệu đô la Mỹ để sửa chữa nhà cửa và cơ sở hạ tầng, đồng thời sẽ hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Đức vừa cho biết NATO dự kiến sẽ thảo luận các đề xuất của Moscow về đảm bảo an ninh của Nga trong tuần tới. Mặc dù chưa rõ kết quả của cuộc thảo luận sắp tới, thế nhưng các chuyên gia phân tích đánh giá tín hiệu tích cực từ phía NATO sẽ giúp hạ nhiệt quan hệ căng thẳng giữa NATO và Nga trong suốt thời gian qua. Bộ trưởng Quốc phòng Đức xác nhận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ thảo luận các đề xuất của Moscow về đảm bảo an ninh của Nga trong tuần tới. Động thái được đưa ra khi trước đó vào ngày 17 tháng 12 vừa qua, Nga đã đưa ra các đề xuất đối với NATO và Mỹ liên quan đến việc đảm bảo an ninh nước này. Theo đó, NATO giúp các đơn vị liên minh đồn trú ở Ba Lan và Estonia, cũng như Latvia và Litva. Nga cũng yêu cầu sự đảm bảo mang tính ràng buộc pháp lý rằng NATO sẽ từ bỏ hoạt động quân sự ở Đông Âu và Ukraine. Đồng thời, NATO sẽ không kết nạp Ukraine làm thành viên của liên minh quân sự này. Mỹ đã bác bỏ các đề xuất của Nga, song cho biết sẵn sàng đối thoại.
Chúng tôi đã đối thoại với Nga về các vấn đề an ninh châu trong 20 năm qua. Dù có lúc đạt tiến bộ, có lúc rơi vào bế tắc, song về cơ bản chúng tôi đã chuẩn bị cho đối thoại. Nga đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với các hoạt động của Mỹ và NATO. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra quan ngại của mình đối với những hành động đang gây tổn hại đến lợi ích và các giá trị của chúng tôi. Đây là cơ sở có đi có lại mà bất kỳ hình thức đối thoại nào cũng phải hướng tới. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiến hành đàm phán ngay lập tức về các thỏa thuận pháp lý quốc tế rõ ràng đối với việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông và triển khai vũ khí ở các nước láng giềng của Nga, đặc biệt là Ukraine. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã không ngừng leo thang trong những tuần gần đây. Quan hệ giữa hai bên thậm chí đã rơi xuống mức thấp nhất khi Nga chấm dứt hoàn toàn hợp tác về cả dân sự và quân sự với NATO. Dư luận lo ngại, bất kỳ diễn biến nào xấu hơn nữa trong quan hệ giữa hai bên đều có thể gây ra những tác động tiêu cực tới an ninh, ổn định của khu vực và thế giới. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô dâu lái xe buýt chở người thân và bạn bè đến dự đám cưới của chính mình. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip cô dâu lái xe chở họ hàng, bạn bè tới đám cưới của mình đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vốn là tài xế xe buýt nên cô dâu Zhang Lijing đã tự lái xe để đưa người thân đến bữa tiệc chung vui của mình. Hình ảnh cô dâu lái chiếc xe buýt chở người thân và bạn bè đến dự đám cưới của chính mình khiến cộng đồng Trung Quốc xôn xao. Cô dâu Zhang Lijing quê ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam kể rằng cô và chú rể quen nhau từ một chuyến xe buýt cách đây 2 năm. Việc lựa chọn xe buýt làm xe cưới rất có ý nghĩa với vợ chồng cô. Khi được ngồi trên chiếc xe cưới do chính cô dâu cầm lái, khách mời dù có chút bỡ ngỡ nhưng rất vui và thích thú. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phần lớn đều tỏ ra thích thú và khen cô dâu dễ thương. Một người đàn ông ở vùng Apulia, Italy mới đây bị cáo buộc đóng giả bác sĩ phụ khoa để lừa hàng trăm phụ nữ khám trực tuyến qua webcam. Nghi phạm chưa được công bố danh tính, sau đó thông báo rằng những phụ nữ này mắc một số các bệnh phụ khoa và yêu cầu kiểm tra trực tuyến. Cảnh sát thành phố Paris, thủ phủ vùng Apulia, miền nam Italy, mới đây đã khám phá nhà nghi phạm và thu một số những điện thoại thông minh cùng thẻ nhớ phục vụ điều tra. Trước đó, cảnh sát đã nhận nhiều đơn tố cáo về người đàn ông đóng giả làm bác sĩ phụ khoa để yêu cầu nhiều người phụ nữ khám trực tuyến qua webcam. Cảnh sát Paris phát hiện nghi phạm 40 tuổi gọi điện cho nhiều người phụ nữ từng tới kiểm tra tại các phòng khám phụ khoa trên khắp đất nước. Một nạn nhân cho biết, nghi phạm tự xưng là bác sĩ, nắm rõ ngày sinh và nơi sinh của mình và hỏi rằng đã khám phụ khoa trong những tháng gần đây hay chưa. Nghi phạm hỏi nhiều câu cá nhân, sau đó yêu cầu nạn nhân thực hiện những cuộc gọi video qua Zoom hoặc Hangout để khám phụ khoa. Cảnh sát thành phố Paris cho hay hơn 400 phụ nữ trên khắp Italy từ vùng Lazio đến Lombardia và Calabria đã trở thành nạn nhân của bác sĩ giỏm này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của kẻ mạo danh bác sĩ để thực hiện trò biến thái của mình.